Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 48 bảng nhân 8. Bài số 1 tính. Trong này chúng ta sẽ có phép nhân và phép cộng. Chúng ta làm phép nhân trước, làm phép cộng sau. 8 và nhân 5 là bằng 40. Nè, cộng cho 70. Vậy là bằng 0,11. Bài này cũng tương tự vậy, chúng ta phải làm cái phép nhân trước rồi sau đó chúng ta mới trừ. 8,7,56. Ta trừ cho 29 bằng 16, ta trừ cho 9 bằng 7. 7,1 27. Bài này cũng ta tương tự vậy, ta làm nhân trước rồi tổng cộng sau. 8,4,32 ta cộng 56 bằng 8,8,8. Bài này cũng giống như bài bên này, chúng ta làm nhân trước. 8,8,6,14 ta trừ vào 23. 4 là trừ 3 còn 1 còn 4. Bài này 8,9,7,12 trừ 2 bằng 70. 80 là 80, ta trừ 29 bằng 1, trả 1, 5. Bài số 2, điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. 8 x 4 là bằng 32, cộng lại là 7 x 5 là bằng 35. Cái này là 32, cái này là 35, 35 lớn hơn. Nè, cái này là 35 nè. Con này là 32 nè. Rồi. 8 x 5 là bằng 40. Bài này là 5 x 9 là 45. Bài này lớn hơn. 83 là 24. Còn này là gì đây? 8 x 2 là 16. 16 ta cộng cho 8 là bằng 24. Ta làm nhân trước rồi cộng sau. Bên này 24, bên này 24 bằng nhau. Bài B. 8 x 1 là bằng 8. 56 chia 7 là được 8. Bên này 8, bên này 8 bằng nhau. 87 là 56. 6 x 9. 6 x 9 là 9 x 6 là 72. 6 x 9 là 54 chứ sao lặn cào cào hết. Cái này là 56 này 54, 6 x 9 là 54 này 56 này lớn hơn. 8 x 9 là bằng 72. Còn này 87 56. 56 là cộng cho 14 bằng 64 10 không dưới 1. 5 với 27. Này 70, này 72, cái này lớn hơn. Bài số 3 tìm x. Cái này chúng ta phải làm cái này trước. Rồi, x ta chia cho 8 bằng 32 14 4 như 1 717 84. Đây là muốn tìm số bị chia. Ta lấy cái thương này ta nhân với số chia. X bằng 84 ta nhân cho 8. X bằng 8,4,32 với 2 thì như 3. 88 là 64. 64 với lại 3 là 67. Rồi bài này. Bài này là x ta chia cho 5 ta trừ cho 28 là bằng 13. Bài này hơi khó nè. Bài này hơi khó. Bài này thì chúng ta coi như cái cụm này. Đã, chúng ta coi như cái cụm này. Đã. Chúng ta chưa giải quyết được thì chúng ta sẽ làm cái phép trừ này trước. Coi như đây là một cái cụm và chưa giải quyết được nó dính với x thì coi như đây là dấu trừ. Dấu trừ thì cái cụm này nó là số bị trừ. Đây là số trừ và đây là hiệu. Như vậy muốn tìm số số bị trừ này thì ta lấy hiệu ta cộng với số trừ.
13 ta cộng là 28. X chia 5 này chúng ta ghi lại bằng hai cái này cộng lại là 8, 3 11 phước 1 ta nhớ 1 vậy là 41. Rồi sao là bị lẻ rồi. 41. Rồi. Từ đây là muốn tìm số bị chia. Tìm số bị chia. Ta lấy thương ta nhân với lại số chia bằng 5 bóng 20. Nó khó cái chỗ bước đầu tiên này nha, bước đầu tiên này. Đặc biệt là gì? Cái dấu nhân và dấu chia nó dính với con x thì thường thường cái đó chúng ta làm sao? Thường thường cái đó thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta đi làm những cái rìa ở ngoài, giải quyết những cái rìa ở ngoài. Cái rìa ở ngoài là những cái dấu cộng hoặc là dấu trừ. Rồi, nhắc lại, những cái con x mà hay dính với lại dấu chia, dính với dấu chia hoặc là dấu nhân thì thường thì cái cộng đó chúng ta sẽ giải quyết sau. Chúng ta phải giải quyết trước là những cái dấu trừ, cái râu ria ở ngoài, dấu trừ là dấu cộng ở ngoài. Chúng ta tiếp tục qua bài số 4. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn là có 8 quyển sách. Hôm nay cô thủ thư cho mượn là 1/4 số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách? Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ đi tính cái số sách trong tủ này. Ta lấy 8 ta nhân 8, tại vì 8 ngang mỗi ngang 8 quyển thì chúng ta sẽ đi tính cái số sách trong tủ. Số cuốn sách có trong tủ là 8 ta nhân 8 là bằng 64 cuốn. Rồi, tiếp theo người ta nói là hôm nay cô thủ thư cho mượn là 1/4 số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn là bao nhiêu cuốn sách? Vậy ta lấy 64 là ta chia cho 4. Số quyển sách, quyển sao cứ cuốn hoài. Số quyển sách cho mượn là 64, ta chia cho 4. 6 chia 4 được 1, 24 là 6, 4, 24, 16 cuốn, 6 quyển sách. Đáp số 16 quyển sách. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.